chào mọi người, rất là vui khi gặp lại mọi người trong video clip lần này của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ làm một video clip đập hộp một chiếc loa di động Bluetooth đến từ nhà hãng JBL. Như mọi người thấy đây, đây chính là chiếc loa di động JBL Gen 5. Đó, nhỏ gọn vô cùng. Và bây giờ thì mình sẽ đập hộp cho mọi người nghe thử, cũng như là mình sẽ review một số thông tin. Thì mình thấy cái thiết kế bên ngoài của loa này khá là đẹp. Thì đây là sản phẩm màu xám nha mọi người. À, quên nói với mọi người đó, thì bên mình bán hàng sản phẩm là sản phẩm chính hãng nha mọi người, không phải hàng xách tay nha. Có cái mã QR của BZI nè, thì mọi người có thể kích hoạt bảo hành điện tử trên này luôn. Thì đối với cái con loa Gen 5 này thì bên ngoài thì mình thấy là cái lớp vỏ này cũng khá là cứng cáp. Ngoài ra thì nó còn một số thông tin mà nhà hãng đưa ra thì mình sẵn mình nói luôn. Thì ở loa này chính là loa sử dụng 20 giờ đồng hồ. Theo thông tin nhãn đưa ra thì vậy, nhưng mà mình thật sự mình chưa có xài và mình cũng chưa có test thử được, nên là mình cũng chưa dám chính xác. Có gì mình sẽ thông tin lại mọi người sau. Tiếp đến thì nhà hãng đưa ra cho chúng ta là chuẩn IP67. Thì IP67 này là chống nước và chống bụi. Thì với con loa này thì mọi người có thể mang ra hồ bơi, mà lỡ có rớt xuống dưới hồ bơi thì mọi người vẫn sử dụng bình thường nha, không có sao hết. Tiếp đến là cái khả năng sạc điện thoại thông qua một cái cổng USB-C. Và ngoài ra thì JBL Gen 5 này nó cũng có cái tính năng JBL bật tripod nè mọi người. Đó, mọi người có thể link một con JBL khác lại với nó, hoặc là mọi người có thể link nhiều con. Theo như mình nhớ là con JBL này nó có thể liên kết lên tới là 100 lo nè mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ mở hộp này ra nha mọi người. Ok. Đây, bên trong nhà hãng có cho chúng ta một hộp phụ kiện chữ Gen 5 nè. Bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong có gì nha. Một tờ giấy. Qua bên đi. Còn, bên trong vẫn còn. Một catalog của Gen 5. Đây. Một dây USB-C để chúng ta có thể sạc pin điện thoại và sạc cho lo, sạc pin cho lo. Vẫn còn, vẫn là một catalog. Ok, về cơ bản thì hộp phụ kiện chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình sẽ nói đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là lo JBL Gen 5. Bên ngoài lo được bao bọc bởi một cái lớp vải ha. Quá đẹp, tuyệt vời mọi người. Để bạn gì đây. Quá đẹp. Đây mọi người thấy không, thương hiệu JBL. Thì theo như mình nhìn nhận á, thì thiết kế của cái con loa JBL này mình thấy nó nhìn nó giống với một cái chống cơm nha mọi người. Và cái cân nặng, cái trọng lượng của nó mình cầm thì mình cảm giác khoảng tầm 1 kg, rất là nhẹ, vừa tay mọi người. Và đặc biệt ở phiên bản lần này nè, mình đánh giá là cái phiên bản logo của nó được thiết kế lại với ở phiên bản Che 4 trước đó. Thì mình thấy, mình nhớ là cái phiên bản logo nó là một cái hình vuông nhỏ và một cái nền màu cam, bên trong là chữ JBL. Còn bây giờ phiên bản lần này thì nó là một cái logo nổi bên ngoài với một cái lớp kim loại nè. Đặc biệt thì xung quanh còn có viền cam, nhìn rất là xịn đó. Và cái đèn báo tín hiệu của cái con lo cũng đã được thiết kế lại là một cái dạng đứng báo dung lượng pin. Còn ở phiên bản trước đó thì nó sẽ theo kiểu là chấm nút nhỏ ở phần phía bên dưới này. Đó, mình nhớ là con Gen 4 là như vậy. Và cái phía các nút kết nối ở phía bên trên này vẫn được giữ nguyên như ở phiên bản trước đó, nhưng mà nó sẽ có hình thức. Cái hình thức của nó sẽ khác nhau nha mọi người. Và vẫn là nút nguồn nè, nút kết nối Bluetooth nè. Đây là hai nút tăng giảm âm lượng, nút Power Play. Và cái nút này là chính là cái nút mà bật T Sport nè mọi người. Chúng ta có thể kết nối được nhiều lo lại với nhau nè. Đây chính là nút này nè. Thì lớp vỏ bên ngoài mình thấy thì lo được bao phủ bởi một lớp vải đan. Lớp vải này chống nước cho mọi người. Đó, lớp vải đan nè. Mọi người thấy chất liệu làm rất là tinh xảo. Ở phía gần ngoài nhà hãng có chúng ta ba cái gần. Ba cái gần này làm bằng nhựa, giúp cho chúng ta có thể đặt lo đứng. Khi mà chúng ta sử dụng, ta muốn đặt đứng nè, đặt đứng vẫn được. Ngoài ra thì phía bên dưới vẫn có những cái gần để chúng ta đặt ngang nè. Đó, rất là tiện lợi và nó cũng rất là đa dạng về cái cách đặt để. Và cái màn ở đây là cái màn cao su nha mọi người. Cao su bao bọc cái hai màn lo. Thì thật sự thì cái con lo này
thì mình cũng chưa có nghe được cái chất âm của nó. À, theo như một số thông tin á, mình nhìn nghe được và mình tìm hiểu được thì cái con loa này nếu mà mọi người đánh ở cái mức âm lượng khoảng tầm 50 đến 60 là vừa. Cái phần đó thì mọi người sẽ nghe được rõ được cái chất âm cũng như là cái độ hay của nó. Còn đối với khi mà mọi người bắt ở khoảng mức âm lượng từ 60 trở lên thì loa nó sẽ đánh nghe có vẻ bị vỡ tiếng và bị chói, nghe rất là khó chịu. Tại sao nên mua con loa này? Thì nếu mà nói về con loa này thì nó có thiết kế nhỏ gọn, mọi người có thể cầm nắm và di chuyển dễ dàng khi nào chúng ta đi du lịch nè. Ngoài ra thì để mọi người muốn nghe cái chất âm hay trên một cái con loa nhỏ gọn thì mọi người nên chọn con loa này. Khả năng tiện lợi, di động, chống nước. Ngoài ra còn có sạc pin, rất là ok. À, và cũng thông tin cho mọi người luôn thì cái con này nó có chuẩn Bluetooth là 5.1 nha mọi người. Cái chuẩn Bluetooth 5.1 này nó sẽ cao cấp hơn ở phiên bản trước đó. Trước đó thì cái con Share 4 của nó phiên bản là chuẩn Bluetooth 4.2. Thì nâng cấp lên 5.1 thì cái độ tính ổn định của loa cũng như là cái khả năng truyền phát của loa nó xa hơn. Và đặc biệt hơn ở phía sau này nè, nhà hãng làm cho chúng ta một cái gài ở phía bên trong, đó chính là cái ngõ USB out để chúng ta có thể sạc điện thoại ra. Và đây là cái ngõ Type-C để chúng ta sạc pin cho loa. In nè, in là sạc pin cho loa và out là sạc cho điện thoại. Đó. Thì ở cái phiên bản này thì sẽ không có cái ngõ out X3.5 nha mọi người. Thì đó là một cái điểm vô cùng tiếc nuối ở cái dòng loa này. Tuy nhiên không sao, thì nó kết nối vẫn ok đối với một cái dòng loa di động Bluetooth. Bây giờ thì mình sẽ mở Bluetooth và mình sẽ phát nhạc trên con loa này để xem cái chất âm của nó như thế nào. Mang cả mặt trăng về hay là em muốn cả galaxy. Viết một lời tình cho anh và cưỡi một nụ cười trao anh để trói người vào vòng tay em. Em sẽ mãi riêng anh cho mình. Dẫu phận một mình trong đôi thế giới chỉ cần mình bên nhau, người hỡi chỉ cần mình em thôi. Ok là nắp bên tai và đèn lắp trong gai. Viết một lời tình cho anh và cưỡi một nụ cười trao anh để trói người vào vòng tay. Em sẽ mãi riêng anh cho mình. Dẫu phải một mình trong đôi thế giới chỉ cần mình bên nhau, người hỡi chỉ cần mình em thôi. Kể lại nắp bên tai và đèn lắp trong gai. Viết một lời tình cho anh. À, như vậy thì mọi người vừa được nghe được cái chất âm của con loa JBL Gen 5 rồi. Con loa này hiện tại thì nó có 9 màu. Và hiện tại bên ở Thiên Vũ thì mình có 2 màu, đó chính là màu xám và màu hồng. Thì mọi người nếu mà mọi người muốn trải nghiệm được cái chất âm của chiếc loa này thì mọi người hãy đến ngay showroom của Thiên Vũ 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để mọi người có thể có một cái trải nghiệm thực tế nhất. Video clip của mình đến đây hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm ngay like và subscribe giúp kênh của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tiếp theo.